Theo triết lý Phật giáo, lễ cầu siêu là một nghi thức cầu nguyện cho người đã mất được siêu thoát trong thế giới âm cảnh. Và đây là một lễ cầu siêu như thế đã được tổ chức suốt 8 năm qua. Thế nhưng buổi lễ này lại rất đặc biệt, bởi lẽ đó là nơi để cầu nguyện cho hàng chục ngàn con người đã vĩnh viễn ra đi trong sự bàng hoàng của những người thân trong gia đình. Lễ cầu siêu cho những nạn nhân bị tai nạn giao thông. Mỗi ngày trên khắp mọi nẻo đường, cuộc sống luôn xảy ra những chuyện bất ngờ mà không ai có thể lường trước. Và có lẽ bạn hay tôi, tất cả chúng ta, ai cũng ít nhất một lần xót xa khi nghe tin một người quen, một người bạn hay thậm chí là một người thân ruột thịt không may qua đời khi tham gia giao thông. Sự bất ngờ xót xa đó cứ nhân lên hàng chục ngàn lần để rồi trở thành nỗi đau chung của toàn xã hội. Và câu chuyện mà chúng tôi muốn kể lại trong phóng sự này chính là tâm sự của chính những người trong cuộc, những người mà hàng ngày vẫn gắn bó với những cung đường để mưu sinh, nơi mà ý thức của người tham gia giao thông là điều tối quan trọng, để chúng ta rồi không phải thốt ra những lời ân hận, giá như phải chi. Một buổi sáng bình thường như bao ngày, người đàn ông này thức dậy từ 4 giờ rưỡi. Khi những người thân trong gia đình vẫn còn say giấc, anh đã bước ra đường để bắt đầu cho một ngày làm việc. Gắn bó với công việc lái xe đã hơn 25 năm, ngần ấy quãng thời gian ôm vô lăng ở một thành phố có lưu lượng xe cộ tấp nập nhất cả nước, cũng đủ để anh thấu hiểu hết những trắc trở, những câu chuyện vui, chuyện buồn của cái nghề tài xế. Với sự phát triển của xã hội hiện nay, nhu cầu vận chuyển hàng hóa của con người không ngừng tăng lên. Thế nên, nghề tài xế cũng không đến nỗi phải lo thất nghiệp, chỉ là hơn nhau ở chỗ cố gắng để có đủ thu nhập và quan trọng nhất là sự an toàn khi tham gia giao thông. Trong buổi sáng mình tạm biệt vợ con để đi làm, mình trông mong là đừng có va chạm và tai nạn giao thông hoặc sẽ ra tình trạng rất tiếc của bên cái nghề tài xế. Còn thứ hai nữa, mình mong để cho chạy cho kiếm được nhiều tiền để nuôi vợ con thôi. Đối với một người lái xe taxi ở một thành phố đông dân nhất cả nước, thì mỗi ngày làm việc đó là một ngày sống chậm. Sống chậm, hai chữ nghe có vẻ hơi vô lý đối với một công việc mà hầu như lúc nào cũng đòi hỏi phải đáp ứng sự chờ đợi của khách hàng. Thế nhưng trong dòng xe cộ tấp nập như thế này thì chậm đi một chút cũng chính là cách để đến nơi an toàn. Đó cũng chính là tính kiên nhẫn, là ý thức tôn trọng luật giao thông và hơn cả là đạo đức của một người tài xế giữa bộn bề những thông tin không hay về cái nghề này. Đã xác định theo nghiệp tài xế, ai cũng mong muốn thượng lộ bình an. Thế nhưng vẫn còn đó những nỗi buồn khi mỗi ngày anh Công vẫn thấy, vẫn nghe về những câu chuyện, những vụ tai nạn giao thông khủng khiếp xuất phát từ ý thức của những người tham gia giao thông, của những đồng nghiệp của mình. Cũng không phải ngẫu nhiên mà có những dư luận xã hội về đạo đức, văn hóa ngày càng xuống cấp của một số tài xế khi chạy xe trên đường. Cũng không phải ngẫu nhiên mà hàng ngày trên các phương tiện truyền thông liên tục cập nhật thông tin các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến vi phạm của lái xe như phóng nhanh, vượt ẩu, say rượu bia. Đặc biệt, đó là nạn nghiện ma túy của một số tài xế xe container dẫn đến những vụ tai nạn thời gian qua. Đôi lúc là nó dùng cái đó để nó kích thích, để nó đỡ gây buồn ngủ vì công việc nó áp lực, xe nó chạy liên tục trên đường hàng ngày. Nó không có thời gian nghỉ ngơi. Không phải là mình đổ thừa như vậy, nhưng mà trước mắt là nó dùng cái đó để nó kích thích, nó đỡ buồn ngủ. Dẫu vẫn biết rằng cơn buồn ngủ đó chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của cái nghề lái xe tải.
Thế nhưng, đó cũng không thể biện minh cho hành động sử dụng ma túy của những người điều khiển các đống sắt thép hàng chục tấn kia để coi thường sinh mạng của biết bao nhiêu con người. Hay phải chăng, đó cũng chính là hậu quả của một chuỗi những vấn đề phát sinh từ thực trạng quá tải hạ tầng giao thông đến ý thức chấp hành luật, từ cách hành xử, trách nhiệm của người tài xế, từ cả việc đào tạo nghề cho đến cấp bằng lái xe mà không chú trọng đến việc giáo dục đạo đức của người làm nghề. Theo như mình nghĩ, chạy trong cái đó là phải con người phải có về cái thâm niên, về cái tuổi đời họ thâm niên một tí xíu, họ bản tính con người, họ điềm tính, trong cái cách xử lý, cư xử, vượt, lắng như thế nào họ xử lý nó một cách nó chín chắn hơn. Lái xe là một nghề vất vả, vì thế đạo đức của người lái xe cũng cần đi đôi với kinh nghiệm, kỹ năng hành nghề, và quan trọng hơn, nó phải được nuôi dưỡng, rèn luyện từng ngày từ môi trường làm việc, quan hệ xã hội. Đã là tài xế, không bao giờ ai muốn may rủi đến với mình, nhất là tai nạn. Thế nên, người tài xế lúc nào cũng phải ý thức được những hành vi thái độ của mình khi lưu thông trên đường. Bởi chỉ cần một giây bất cẩn, ân hận cả đời. Chạy một chiếc xe mà khi gây ra tai nạn, thì nó thiệt họ về đủ hết, về tinh thần, về kinh tế, về tiền bạc. Đâu phải là mình bị người ta, ví dụ như mình đụng nhẹ qua quạt người ta là phải bồi thường cho người ta, là phải tới năn nỉ người ta như vậy để cho người ta bãi nại cho mình, để mà mình lấy xe ra để mà hoạt động. Chúng ta đã nói về tiêu cực của không ít những người tài xế, về hiện trạng quá tải của hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, cái nghề lái xe này cũng vẫn còn rất nhiều những nghĩa cử đẹp của các bác tài như các đồng nghiệp của anh Công. Có thể nói, trong tất cả những lĩnh vực của nghề tài xế thì lái xe taxi được coi như là làm dâu trăm họ. Những đặc thù của nghề này khiến tài xế mỗi ngày có thể tiếp xúc với hàng chục lượt hành khách khác nhau. Những khoảnh khắc lướt qua như thế đôi lúc không đủ thời gian để lại cho họ những ấn tượng gì giữa cuộc sống tất bật bộn bề. Thế nhưng, cũng chỉ có vài giây phút ngắn ngủi như thế lại mang những ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đó là những câu chuyện về những con người trung thực, tốt bụng, dũng cảm đã xác định gắn bó với nghề, tồn tại với nghề chạy taxi. Thế nên, cho dù có những vất vả, hiểm nguy hay cám dỗ, thì họ vẫn kiên nghị làm đúng nghĩa vụ của mình. Đó là những người tài xế taxi trả lại cho khách hàng những tài sản có giá trị khá lớn. Đối với họ, những hành động đó đơn giản chỉ là trách nhiệm của một người tài xế. Những câu chuyện như thế này như chất men để truyền cảm hứng cho anh Công thêm niềm tin vào những đồng nghiệp của mình. Thì tôi có phục vụ của khách từ Lê Thánh Tôn về Nguyễn Hữu Cảnh. Thì lúc khi mà tôi thả khách xuống á, thì đã đi lên trên nhà rồi và tôi thực hiện chở cú khách tiếp theo luôn rồi. Đến lúc đó khách cũng chưa nhận ra là chưa biết được là mình để quên đồ. Thì tôi thực hiện cú khách thứ hai xong thì mới nhận ra, mình mới biết là đằng sau ghế của mình là có một cái bóp. Thì mình mới báo về cho tổng đài và là khách cũng có liên hệ với công ty, là rồi khách lên công ty nhận lại tài sản mất. Lúc mà khách để quên đó thì mình chỉ thấy cái bóp đó thôi, mình cũng không có mở ra là trong đó nó có giá trị là bao nhiêu nữa. Mình chỉ biết cái mà điều mình cần làm đầu tiên á, là theo em á, là cái đạo đức nghề nghiệp là của người ta nên mình phải trả lại cho những người mà người ta mất, và mình cũng không biết trong đó là bao nhiêu tiền cả. Và đó cũng là câu chuyện về những người tài xế taxi dũng cảm, mưu trí đấu tranh để bắt cướp. Những hành động đẹp đó xuất phát từ bản năng của mỗi người. Trong tích tắc, những cái thiện và cái ác, họ đã có những sự lựa chọn đúng, cho dù điều đó có thể mang đến những rắc rối cho bản thân. Và đối với người tài xế này, trong suy nghĩ của họ thì đó là một điều hạnh phúc, vì việc làm của mình đã được người khác đón nhận. Đặc biệt, đó là tấm gương cho con cái mình noi theo.
nghề tài xế cũng như một xã hội thu nhỏ, nơi đó luôn tồn tại những vấn đề với hai mặt tốt và xấu. Thế nên khi mà mặt tốt được nhân lên thì cái xấu ắt hẳn phải lùi lại. Cùng những đồng nghiệp của anh Công đó, nhưng có người lại quay lưng bỏ đi trong thời khắc vượt cạn khó khăn nhất của người phụ nữ, để lại sau đó là biết bao sự ai oán, phẫn nộ của cả xã hội. Nhưng cũng ở những trường hợp như thế, cũng những người đồng nghiệp khác lại sẵn sàng vượt qua những định kiến của cái nghề lái xe để mang đến niềm hạnh phúc vô bờ bến cho những hành khách của mình. Đó là câu chuyện đẹp trên những chiếc taxi vẫn hàng ngày lăn bánh trên các nẻo đường, mà ở đó những người tài xế bỗng nhiên phải trở thành bà đỡ bất đắc dĩ để hỗ trợ cho những ca sinh mẹ tròn con vuông ngay trên chuyến xe diệu kỳ. Mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều người, mỗi hành khách là một cá tính khác nhau. Thế nên nghề lái xe taxi luôn có những câu chuyện vui, chuyện buồn, những cuộc hạnh ngộ ngẫu nhiên nào đó trên mỗi chuyến xe, và cũng có những cái duyên làm thay đổi cả một cuộc đời con người. Để rồi chuyện xảy ra trên những chuyến xe đó đã trở thành một phần lịch sử để cấu thành nên một kỷ lục Guinness Việt Nam có 102. Hơn 100 ca sinh trên những chiếc taxi mang màu xanh. Mỗi một ca sinh có điểm đón khác nhau trên khắp mọi miền đất nước. Thế nhưng tất cả đều có chung điểm đến mang tên hạnh phúc. Đó là những câu chuyện đẹp, câu chuyện lạ kỳ nhưng đầy nhân văn trong cuộc sống chúng ta. Có lẽ ít có nơi nào lại có nhiều câu chuyện kỳ lạ và kỳ diệu như thế. Sự diệu kỳ của tình người. Lúc mà một khách quắt xe tôi đi kêu chở đi bệnh viện để đi sanh, thì lúc đó thì cứ nghĩ là chở đi để đi sanh thôi, nhưng mà đi giữa đường thì khách đã không chịu được rồi sanh trên xe. Cứ quán tính thôi, thì lúc đó bầu đã, cái đầu em bé đã lại đi ra rồi, thì biết là kêu bầu hít thở rồi chưa tợ dặn rằng em bé ra ngoài, tôi mới lấy khăn lau em bé xong rồi làm cho em bé khóc hít thở được, tôi mới đẩy em bé lên mẹ bầu xong rồi chở đi bệnh viện. Người ta nói chở bà bầu đi đẻ đi xuôi, còn đối với tôi thì không có quan niệm đó. Mình quan niệm là mình cứu người, mình giúp đỡ một người đó thoát qua được cái vượt cạn đối với một bà bầu thì rất là vui. Những thông tin tốt, những câu chuyện đẹp của nghề tài xế như tiếp thêm động lực cho anh Công về công việc mình đã chọn. 25 năm gắn bó với nghề, 25 năm xuôi ngược trên đường. Ngẫm lại, mong muốn của anh Công chỉ là sự cảm thông, những cái nhìn thiện cảm hơn với người lái xe. Màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn đêm lung linh rực rỡ sắc màu từ những tòa nhà chọc trời. Giữa nhịp sống sôi động ở thành phố không ngủ này, giữa dòng người tấp nập ấy, anh Công vẫn ngược xuôi giữa lòng thành phố cho những cuốc xe đêm. Đối với người tài xế, việc thức đêm đã trở nên quá quen thuộc như công việc mưu sinh hàng ngày. Thậm chí họ còn trông cho đêm kéo dài để kiếm thêm thu nhập, vì thông thường buổi tối khách có nhu cầu đi lại nhiều hơn ban ngày. Ngày nào cũng có những đặc thù riêng, chứ đựng trong đó là niềm vui khi được làm việc, có thu nhập, nhưng cũng có những nỗi buồn, những lo lắng chỉ những người trong nghề mới có thể hiểu được. Nghề lái taxi cũng như thế. Đối với những người quyết gắn bó với nghề, bởi họ tìm thấy trong đó sự hân hoan, phấn khởi, nhưng cũng có những người nhất định từ bỏ, bởi những điều không chỉ họ mới cảm nhận thấy, mà những người ngoài cuộc như chúng ta cũng có thể hiểu phần nào để cảm thông với họ. Ngày nào cũng đóng góp cho xã hội, phục vụ cho cộng đồng và nuôi sống chính bản thân, gia đình mình. Nghề tài xế, nhất là tài xế xe khách,
còn có một trách nhiệm lớn lao không được quên. Đó chính là sinh mệnh của hành khách. Cứ hàng đêm lúc nào buồn quá thì tôi ngồi hút điếu thuốc, xong rồi lại cầm điện thoại lên xem ảnh vợ ảnh con, rồi lại tự khóc một mình trong phòng. Tại sao mọi người khuyên là khi đã có rượu bia là không nên lái xe? Nếu mà lúc bấy giờ mà con trai tôi mà không còn thương bạn kéo thì tôi cũng chả còn gì, tôi cũng đi theo đứt lốt chứ tôi chả ở nổi. Thì không còn một thế gì trong gia đình nữa. Nhưng mà bố mẹ cháu nó đi làm hết trưa đằng trưa, tối đằng tối, cứ bà làm ở giữa đó. Hai cháu hai lách hai bên, không có lúc nào là không nữa cả. Không bao giờ quên được. Mẹ có dặn là ở nhà hai đứa nấu cơm để về cho mẹ ăn, nhưng họ không may giờ đêm đó mẹ đã ra đi mãi mãi. Bây giờ buổi tối em không còn được ăn cơm cùng mẹ nữa. Mẹ hiền biết không, con chỉ mong có mẹ.